Giới thiệu các bác cái bản gốc mép mới nhá. Gốc mép để bàn này. Dòng này vòng cơ bản cải tiến mới nhất bên em. Mọi thứ đã được khắc phục rất là nhiều. Từ việc là phần hoạt động này, hoạt động bằng trục bi nhá, thành góc inox này, nhẹ nhàng luôn, chuyển động cực kỳ nhẹ nhàng đó. Chuyển động trục bi thành góc inox. Kèm theo nữa là cái thằng nâng hạ này, các bác có thể vặn tay một cách rất nhẹ nhàng để nâng hạ cái phần mép gấp đó. Đây, mép gấp có thể nâng hạ thoải mái luôn. Đây là em đang hạ xuống này. Đó. Thì là em sẽ mua thêm cái dán thước để có thể là nhìn được cái phần em gấp kích thước bao nhiêu nhá. Rồi sau này em sẽ mua thêm cái thước để em dán đây. Đó. Hiện tại là chưa kịp mua được nên là tạm thời như thế đã. Nhưng mà mọi thứ thôi. Rất là đẹp này. Bác nhìn này. Ok. Cực ngon luôn. Gấp dài kịch bản này. Kịch bản luôn đấy. Các bác gấp ví, gấp túi hay là gấp giày, gấp dép đều ok, ngon. Xịt lên xuống đơn giản bằng việc vặn nút. Ok. Các bác có nhu cầu thì liên hệ nhé.